ngoại hình thì dễ nhìn, em nhìn có thiện cảm. Giống như anh Quyền Linh đi. Em thích người phụ nữ thông minh. Cái gì mà bạn không có mà thích người kia có? Dạ đúng rồi. Dạ là thông minh. Đúng, thích người kia thông minh. Mời bạn nam. Chào bạn. Mời bạn nữ. Chào bạn nữ. Dạ chào anh Linh. Bạn giới thiệu sơ về lý lịch đích ngang của mình đi bạn. Dạ em tên là Yến Quang, 28 tuổi. Hiện tại em làm tóc. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở Long An. Rồi bên kia, bên đây 28 tuổi nha, đang làm tóc. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Nhật Quang. Em năm nay 31 tuổi, em đến từ Cần Giờ. Bạn làm nghề gì? Em thì em có một cái shop giày dép nhỏ nhỏ, em buôn bán kinh doanh. À, như thế là hai người đều là làm đẹp hết đó. Mình làm ngành này lâu chưa, làm tóc lâu chưa bạn? Em làm cũng mấy năm rồi chị. Thế mình đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? 4 năm. Mà 4 năm qua mình không có người bạn trai nào sao? Dạ cũng có tìm hiểu nhưng mà không thấy không hợp á chị, nên là không có quen. À, mình có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ nhiều khi cũng khó tính chút. Tính của em thì vui nhưng mà nhiều khi mình xét nét cái, ví dụ như cái người đó này được nhưng mà cái kia không được vậy đó chị. Vậy bạn bạn như một người đàn ông như thế nào thì mới có thể hợp với bạn? À, trước tiên em nghĩ là ngoại hình thì dễ nhìn, em nhìn có thiện cảm, tính tình thì vui vẻ. Dễ nhìn nó có nhiều thứ dễ nhìn lắm bạn. Ví dụ cái mẫu như thế nào? Dạ giống như anh Quyền Linh đi. Vừa mắt em. Vừa mắt em. Đứng lên. Cũng giống tôi lắm à. Giống không? Giống. Được rồi, bự. Bạn nam thì sao à? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có được 4 đến 5 mối tình thôi chị. 4 đến 5 mối tình? Dạ. Ít quá ha. Mối tình cuối cùng của bạn là cách đây bao lâu rồi? Mối tình cuối cùng của em cách đây trước Tết thôi chị. Còn bạn có biết mình có khuyết điểm gì mà mọi người phải xa bạn? Cái khuyết điểm của bản thân em thì em có hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Em nhai xương gôm hơn nhiều. Gì nữa? Không biết nữa, có nhiều đó. Có thuốc với nhai xương gôm thôi. Dạ. Bạn nữ, mình giới thiệu một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em giỏi nội trợ, nữ công như chánh thì giỏi. À. Còn khuyết điểm thì nóng tính, hay quên chút. Nóng tính? Dạ. Khó tính mà còn nóng tính nữa. Thì khó gần á chị. À. Bạn thấy mình kén lắm phải không? Dạ chắc cũng kén. Có cái điểm nào bạn cần và bạn không thích ở người đàn ông nữa không? Em không thích con trai hút thuốc. Bạn mới đâu hút thuốc, có nhai kẹo xin gum thôi. Bên này hút thuốc. Em thì khi mà ở trong tiệm hoặc là họ còn gọi là sủng nhi á, thì người mà em đã quen á, thì khi mà đi chung với nhau á là em hạn chế hoặc là em không hút thuốc. Rồi anh. Không hút thuốc, coi như nếu mà quen bạn gái bỏ luôn được không? Dạ, khi mà em lấy vợ mới bỏ anh. Lấy vợ mới bỏ. Trời cãi giá. Bây giờ bạn nam bên đây nè, bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Về cái người phụ nữ mà em tìm á, xét về cái ngoại hình thì em không quan trọng là chiều cao gì hết. Tại hầu như em thấy phụ nữ nào cũng hơi thấp hơn em xíu. Em thì thuộc dạng là thích cái khuôn mặt người con gái. Ví dụ như mắt em hí đi, thấy người đó mắt hai mí, nhìn nó khác. Bù lỗ nhau đúng không? Bù lỗ nhau, vậy đó. Rồi còn về mà có tính tình là em thích người phụ nữ thông minh anh. Người phụ nữ thông minh thì người ta sẽ ứng xử từ việc nhỏ được lớn, nó sẽ có cái nhiều... gì mà bạn không có mà thích người kia có. Dạ đúng rồi. Dạ là thông minh. Đúng, thích người kia thông minh. Em thì cần cù, em bù thông minh. À cần cù thông minh cái này được, thật thà đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ hỏi tôi hỏi bạn một câu nè, bạn có ý định kết hôn chưa? Dạ em có ý định kết hôn là cũng bắt đầu từ khi mà đăng ký chương trình này thưa chị. Bây giờ kinh doanh giày dép thì kia đủ kinh phí để có thể lo cho vợ con rồi chưa? Có thể em nuôi thêm một vợ và trên hai đứa con được. Ừ, chứ đừng nói mua một con hai vợ nha. Thật sự bạn có cái bí mật gì không? Khai báo ra đi. Dạ cái đó thì chị Cát Tường qua thì em sẽ cho chị và coi khán giả biết bí mật à. Trời. Qua đi qua liền. Tôi sợ bạn sao tôi không qua. Dạ em có những cái này. Cái gì vậy? Dạ. Là cái gì sao mình Cát Tường coi cho ai coi vậy? Dạ cái này nó bình thường thôi, đối với anh chị đó là chuyện bình thường. À. Nhưng mà đối với những người phụ nữ truyền thống hoặc là phụ huynh của những phụ nữ truyền thống chẳng hạn, người ta sẽ nhìn vô ban đầu, ôi thằng này nó như vậy là nó không được đàng hoàng gì đó. Tức là xăm hình đúng không? Dạ đúng. Thế nào vì mấy lý do này mà gia đình bạn gái người ta không chịu không? Em cũng tiếp xúc với gia đình của những bạn gái đó là thấy bình thường. Em giấu hay là em đưa ra? Em không giấu chị. Khi mà em xăm chẳng hạn thì em quyết định em xăm lộ chứ em không phải xăm kín để mình che. Nhưng à. Dạ
thì trước sau cũng phát hiện thôi. Không, chị mà xăm mà chị xăm kính không à? Dạ. Chị tại... ai mà chơi mà muốn tìm cái kính thì mới thấy cái xăm. Có kính à? Tôi đâu biết tôi nói gì đâu. Trời ơi, mà nó nghe nè. Dạ. Em có thể cạo mấy cọng râu này được không? Cái này em để qua trên 5 năm luôn hả? Chị vậy? Em cũng sở thích thôi anh. Cũng sở thích nữa. Cạo là chuyện bình thường được. Đúng không? Dạ được. Ủa, bạn gái gặp nó thôi hung nhộ có cạo đi là sao? Thì bạn gái yêu cầu nhưng mà cạo. Đôi lúc bạn gái thích thì sao anh? Không thích nó không, đa số chị đảm bảo em đa số là 10 gái không thích hết 10 rồi. Tin chị đi, kinh nghiệm sống chị càng đầy. Chứ còn cái này thì chị thua rồi. Em về em bạn dùng xăm xăm chứ. Được rồi, bây giờ nào thí dụ thứ nhất nè. Hồi nữa em nhớ kêu anh cạo cái râu đây nha. Anh hứa chị rồi, chị ghét ai để râu đây lắm. Em cũng ghét nữa. Đó là chị biết mà. Em quan điểm như thế nào về hình xăm? Hình xăm thì cũng bình thường, tại em cũng có. Em cũng có? Dạ. Ở đâu? Ở đây hả? Không. Là bình thường thấy không hay là không, phải... Không thấy. Không thấy hả? Vậy là giống ý chị rồi phải không? Dạ. Phải vô chỗ kính mới thấy đúng không? À. Có xăm nữa hả? Có. Thôi cho coi coi. Bậy cái này vô chỗ kính mới thấy. Hả? Bậy rồi. Có xăm hả? Xăm nhiều không? Chút à. Chút à anh. Chút hả? Không, mặt xinh mà. Dễ thương mà. Em thích những cái người mà có một cái cá tính lạ lạ không? Đừng nói lạ quá. Này cũng hơi lạ đó. Lạ quá thành lạ lùng. Nhưng đây dễ thương. Mình nói chứ mặt hiền lắm, nhìn là biết hiền rồi. Cái vấn đề tại vì những người hiền hay giống như những người mà thể hiện như hiền thấy quá, mình dữ dằn ta vậy. Xăm con hổ ngay đây không? Rắn ngay đây nè. Nhưng thật sự đằng sau là con thỏ ví dụ vậy. Ha? Em không thích gì ở người đàn ông? Không chung thủy. Không chung thủy. Thuốc. Không thuốc là bên kia có thể bỏ được. Em có ghen không? Chắc em không. Ủa, yêu mà không ghen hả? Ghen ví dụ như đáng thì mình ghen, chứ còn mấy cái mà không đáng thì bỏ qua. À đúng rồi. Để tin tưởng nhau. Không, nhưng mà chị hỏi em có ghen không? Không, em không ghen anh. Không ghen luôn hả? Tại vì khi mình xác định quen, mình có sự tin tưởng thì mình không cần ghen. Rồi, được. Khoan, cho em xí hỏi gia đình người thân một chút. Thế bây giờ bản thân em thì không có vấn đề gì. Nhưng mà thí dụ như về gia đình em mà thấy bạn trai xăm nhiều vậy rồi, gia đình em có vấn đề, có chịu không? Ba mẹ em cũng không có thích. Tại vì hồi bạn trai trước của em có hình xăm, ba mẹ em cũng không có thích. Rồi sao bây giờ lỡ như yêu anh này rồi dẫn về rồi gia đình không chịu vậy thì em giải quyết sao đây? Chắc để thời gian từ từ á, nhiều khi thấy hình xăm nhưng mà cái con người của người đó như thế nào. Ừ. Đúng rồi. Ủa Nam có đi với người thân không em gái? Dạ có anh. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao nha. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường ạ. Nãy giờ mình nghe bạn trai này nói vậy sao mình cảm nhận là có hợp với bên kia không? Nói chung là em thấy cái bạn trai bên đây cũng lanh lợi, cũng dễ thương. Bạn có đi với người thân không? Dạ em có đi với hai đứa em. Khoan mình hỏi chút xíu về bạn thân nữa. Bạn nghĩ sao về hình xăm? Dạ. Em thấy thì quan niệm này thì cũng bình thường thôi. Tại vì mình chủ yếu là con người, bản thân con người mình sống như thế nào thôi. Còn hình xăm ở ngoài thì không có gì hết. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, chào hai em. Rồi, em nhìn nhận chị này như thế nào? Chị có vẻ là hơi... khó tính. Hơi khó tính. Dạ. Em thấy có hai người có phù hợp với nhau không? Em nghĩ là qua quá trình mình quen và mình tìm hiểu thì mình sẽ chấp nhận với nhau thì sẽ hợp nhau. Rồi, cảm ơn người thân của hai bên. Bây giờ mình kéo màn lên, hai bạn sẽ có cảm nhận nhiều hơn. Rồi, con quay qua đi. Xin chào em. Có món quà anh xin tặng cho em. Anh không có đòi quà đâu, anh yên tâm. Anh có gì hỏi em không? Cân tượng đầu tiên của em là về anh như thế nào? Ấn tượng thì nhìn cũng được. Cảm ơn em. Dạ. Thì em thì anh còn cái bản thân anh thì anh thấy em không có đẹp. Là vì em quá đẹp rồi. Hài hước quá ha. Có cái gì em hỏi anh nữa không? Nhìn to con bậm trợn gì mà có vẻ rung nhỉ? Thì đối diện với người đầu tiên mình gặp muốn hẹn hò thì hơi khớp một chút xíu chị. Hồi nãy anh có nghe nói là bên phía gia đình em là hoặc là em đã từng quen một người bạn trai có dạ. Hình xăm. Thì anh hy vọng là hãy cho anh một cái cơ hội tiếp xúc với gia đình em hoặc tiếp xúc với em. Dạ. Anh biết con người của anh có như con người bề ngoài hay không? Dạ. Cảm nhận khi gặp người bạn trai trước mặt như thế nào? Tinh thần tim mình như thế nào? Tim nó đập cũng bình thường. Ví dụ khi mà bạn gái run, khi bạn gái lo, khi bạn gái buồn thì mình sẽ làm gì? Em xin hát một bài nó buồn để cho bạn buồn hơn nữa. Rồi hát đi, thử coi bạn buồn không? Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em.
anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, người yêu đai cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh hát em thấy em cười. Đó, cười, em hát hạt buồn mà em cười. Bây giờ mình nói một câu gì đó nó ngọt, thiệt là ngọt, thử xem. Anh không phải là sói ca nên anh không có nói được cái ngôn tình, nhưng nếu em cho anh một cơ hội anh sẽ làm em không thất vọng. Hay. Em nghĩ là lên chương trình thì cũng cho mình cơ hội, cho Việt Nam cơ hội. Trên đây có 2 phút rồi cũng không có nói được gì nhiều hết, cũng không hiểu được gì nhiều hết. Đúng. Bạn nam có muốn nói gì nữa không? Dạ, em nói lời cuối cùng, hy vọng bạn gái sẽ hiểu. Lời cuối cùng hồi nãy đó. Ghê quá, lời cuối cùng ghê quá. Hết hồn hết nhiều. Rồi. Hồn. Anh không phải là sói ca nên anh không thể nói những câu ngôn tình. Nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Thuộc luôn thấy không? Câu này cũng nằm trong một cuốn ngôn tình. Một. Suy nghĩ cho kỹ các bạn nha. Chúng ta đang có hàng triệu người chứng kiến. Điều này hết sức là thiêng liêng. Nói chuyện vui vẻ, tìm hiểu nhau, nhưng khi quyết định nó không phải là chuyện đùa giỡn nữa. Hai. Ba. Hết thời gian. Nào, hai nắm tay nhau để cảm giác. Chúc mừng anh chàng bự con nha. Lần đầu gặp nhau. Anh xin phép nắm tay em. Một người con trai che chở như vậy, một người con trai mạnh mẽ như vậy cần thiết lắm chứ bạn. Dạ. Đây là những chiếc vé xem phim để giúp hai bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Vâng, cảm ơn anh. Hãy đi xem phim trong một không gian hết sức là lãng mạn các bạn nhé. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Dạ, Relax. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn khán giả, cảm ơn chương trình rất nhiều. Nào, hãy dẫn bạn ấy đi xem phim. Chính thức mà yêu á thì em chưa có mối tình hết. Với chủ quan là có thể là do em ngoan quá, do nghe lời ba. Tuy là như vậy nhưng bạn ấy rất là rụt rè, rất là thật tình. Ô, rất là ga lăng. Đỡ bạn gái xuống từng bậc cầu thang nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Màn, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Rồi, mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn có thể giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là Huy, ở Nam Định, 26 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng công ty Đệm Cao Su Kim Cương. Bạn bình tĩnh chưa? Tao thấy rung quá vậy. Rồi, thôi bây giờ để bạn nữ giới thiệu đã nha. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào toàn thể khán giả. Em tên là Võ Phạm Bảo Thi, năm nay em 25 tuổi. 25. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Thế bạn đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Gọi là chính thức mà yêu á thì em chưa có mối tình hết. Lý do tại sao? Khách quan thì có thể là do môi trường làm việc của em. Em làm phòng nhân sự cho nên là chủ yếu là các anh chị lớn tuổi hơi nhiều, có gia đình rồi. Rồi yếu tố chủ quan là có thể là do em ngoan quá, do nghe lời ba. Ba em lúc nào cũng khuyên em là học xong cấp 3 hãy có bạn trai thì lên đại học. Ba cũng vẫn tiếp tục nhắc là học xong đại học thì hãy có bạn trai. Rồi tới lúc mà đi làm á thì ba em hết nhắc em rồi, nhưng mà em vẫn nghe lời ba. Trời đất ơi. Nhưng bây giờ ba còn dặn dò gì nữa không? Dạ, hiện tại bây giờ thì ba em không dặn nữa. Ba em thì như vậy nhưng mà mẹ em thì ngược lại. Mẹ em thì là người đăng ký tham gia chương trình này cho em. À vậy dạ. Em ơi, ví dụ bây giờ em dẫn một người bạn trai về, mẹ em rất yêu thương người đó, em muốn cưới. Nhưng ba em bảo rằng thôi đi con, ba thấy không được. Vậy thì sao em? Dạ không, cái đó chắc là phải do em quyết định rồi. Ba mẹ em chắc là chỉ là góp ý thôi. Còn người quyết định vẫn là em. À vậy thì được rồi. Dạ. Ba nói một chút gì về mình đi. Mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình. 2 mối tình thì đều là em ở ngoài Bắc. Mối tình nhất thì hồi thì đi học thì cũng là bạn gái chủ động tấn công. Đấy thì cũng yêu nhau được tầm hơn 1 năm rồi chia tay. Sao chia? Bạn gái chủ động chia luôn hả? Bạn gái nói chung là quen một người khác. Chủ động tấn công xong chủ động quên người khác. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng kéo dài được khá lâu, nhưng mà do khoảng cách Bắc Nam ấy. Cô ấy làm ngoài Hà Nội, còn em ở trong này. Em vào đây lâu chưa? Em ở đây 4 năm. Bố mẹ cô ấy không cho vào trong này. Dạ. Bạn quyết định lập nghiệp ở trong đây luôn? Dạ. Bây giờ ở đây với ai? Em tự lập vào đây một mình. Học xong em vào đây một mình luôn.
Bạn ở nhà ai? Em ở công ty. Rồi bây giờ thí dụ mình định tương lai lấy vợ về thì mình sẽ như thế nào? Thì em cũng có dự định là sang năm em sẽ mua đất ở Bình Dương. Thì cái dự định đó mình tính khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc cũng được khoảng 70% rồi. 70? Được, như vậy tốt lắm rồi ha. Dạ. Hiện nay thì bạn sẽ tìm một người con gái thế nào để có thể hợp với mình? Em cũng không quan trọng về ngoại hình cho lắm. Quan trọng là phải khéo léo một chút và biết nữ công ra tránh. Không xăm mình, không lè lẹt quá. Để hỏi bạn nữ một tí, bạn có xăm mình không? Dạ không. Không ha. Có nữ công gia chánh không? Hiện tại bây giờ em chưa biết, nhưng mà em nghĩ là em có thể học được nếu mà cần thiết. Trời, nhưng mà bây giờ là mình giới thiệu một mình một chút xíu. Dạ. Về năng lực của mình. Với em thì em có một cái ưu điểm lớn nhất, đó là có rất là nhiều nhược điểm. Đó là ưu điểm của em. Có thể là nói là em hơi khó tính một tí, mà cũng non, hay ghen. Chưa bạn trai ghen với ai mà la hay ghen? Em ghen giùm bạn. Ghen giùm? Dạ. Rảnh quá ha. Ghen giùm là sao? Bắt gặp một cái người bạn trai đó đi với lại một cái người khác, nhưng mà mặc dù là cái bạn đó là đã đang quen với là bạn của em. Ừ. Thì em về, em kêu cái người kia là phải giận cái người này đi. Đúng dạ, giống như là chỉ cách cho bạn ghen đó. Chỉ cách cho bạn ghen. Trời ơi, chưa có bồ mà chỉ cách cho người ta ghen nữa kìa. Nguy hiểm ấy. Quá dữ. Quá dữ luôn. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì có thể là nhìn đàn ông tí xíu. Em không thích những cái bạn mà kiểu như trâu chú quá, bóng bẩy quá thì em không thích. Cao khoảng 1m7, chững chạc, có công việc làm ổn định. Điểm nào không thích ở người đàn ông? Trẻ con quá, phạm vào tứ đổ tường. Đặc biệt là không thích những bạn mà nhậu nhẹt, bê tha. Chị hỏi coi, có tứ đổ tường không? Em chào chị. Xinh quá. Có tứ đổ tường không? Không. Có nhiều rượu chè cờ bạc gì không? Em chỉ nhậu mà. Nhậu nhiều ít? Nhậu thì cũng được chục chai. Chục chai? Dạ. Cao bao nhiêu? Cao 1m73. Được. Cặp này bề ngoài là có vẻ xứng đôi rồi đó. Đứng lên coi, quay dần. Mặc áo chi mà ôm dữ vậy? Áo chật không? Hả? Chật. Từ ngày đầu tiên đi gặp bạn gái mặc áo chi chật vậy? Xoay qua coi. Mặc chi mà nó sắc rạc, quay rút lại coi. Gì mà mặc đồ mà chật nít như lòi ra tùm lum. Ba bạn đi qua đi lại chưa? Đi qua đi lại chưa? Hả? Đi đánh đồng sao thoải mái thôi, đi thoải mái thôi. Hình như hơi rung hay sao? Rung. Rung quá đúng không bạn? Dạ. Bình tĩnh không sao đâu, có tôi đừng có lo. Mình ra ngồi thoải mái cái gì mà túm túm là gì? Hôm nay người ta thích một người phải nam tính. Em ngày nào cũng đi đá bóng. Ngày nào cũng đi đá bóng đâu phải là không bóng. Em có men. Ngồi đàng hoàng lên, cứ ngồi chứ hoành tráng lên chứ coi. Quần nó hơi bị rách. Quần rách thì sao? Chắc không? Chắc. Chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Mạnh mẽ nói gì cái từ coi. Chắc chắn. Em chắc chắn luôn á. Em chắc chắn luôn á. Bắt tay cái coi. Chắc nha. Rồi. Tao chắc chắn là bắt tay coi. Bắt tay. Đúng rồi. Chứ chắc chắn là bắt tay coi. Đó vậy đó. Dạ. Mạnh mẽ lên. Có anh là đừng có lo. Có tật xấu gì không? Em thì chỉ lười giặt đồ. Ngại thôi, chứ không phải là lười. Ngại giặt đồ đúng không? Dạ. Có tắm mỗi ngày không? Có ngày nào chị tắm chị. Tại nhiều khi làm biến giặt đồ cái không tắm luôn, khỏi không. Có công thay đồ. Không. Có mùi gì không? Không. Chắc không? Chắc. Đó đúng rồi. Phải mạnh mẽ là gì đó. Dễ thương đó nè, những người dễ thương tôi mới nói chuyện nhiều nha. Một cái đồ nhỏ có bị điện giật hả? Đây. Ủa đó, nó chơi mà có thiệt luôn hả? Dạ. Ủa điện giật cậu quẹo ngón tay vậy luôn hả? Vâng, tại vì cũng hơi tinh nghịch tí thì xào vào dây điện. Có quẹo gì nữa không? Không dạ. Vậy cứ quẹo ngón tay. Dạ. Nhưng mà giờ dạ. Lấy vợ về có làm dâu không? Không, ở trong này luôn, nhà em ngoài Bắc mà. Hiện tại giờ là bao lâu thì lấy nhau được? Khoảng 1-2 năm thì tiến tới hôn nhân được. Có bây giờ khóc về tình cảm chưa? Không phải tình cảm thì hiện tại là chưa. Hồi đó giờ có ai chọc mình quá, mình tức quá, mình nói không được cái mình khóc chưa? Không, không sao à? Chuyện đây được. Bữa nay muốn không? Thôi chị. Thôi ha, dạ. Thôi. Khó quá. Dễ thương lắm em. Rất là đẹp trai, rất là dễ thương. Chị nói thiệt. Dạ, em tin chị. Tin chứ. Chị cái đó rồi, chị nói đúng không á. Dạ. Chào anh Linh nè. Chào bạn. Dạ. Quá xinh rồi. Dạ, anh bên đây anh hơi nhút nhát chút xíu thôi. Nhưng mà tính hình thấy dễ thương lắm. Bạn gặp bạn chắc cười suốt ngày luôn á. Dạ. Bây giờ chuẩn bị bao nhiêu lâu mình có thể đám cưới được? Chuyện đó chắc là từ từ. Nếu xét đánh thì là bao lâu? Nếu mà xét đánh chắc khoảng 1 năm. 1 năm. Rồi, để mình thông báo nha. Dễ thương nhưng có vẻ cũng hơi khó tính chút xíu. Hôm nay bạn đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có. Có mẹ em. Chào Cát Tường và Quyền Linh. Dạ, cô thấy cái anh bệnh sao cô? Thấy cháu này thì hiền lắm. Mà công việc cũng ổn định rồi, thấy trước mắt là không có phải về ngoài Bắc được là cũng được rồi. Dạ. Nếu có 70% thì cô có ủng hộ 30% cho cô thì lúc nào cũng ủng hộ á. Rồi nói gì? Cảm ơn cô. Nói gì? Thì bây giờ công việc của con cũng ổn định rồi, thì nếu mà cô đồng ý thì
thì sẽ để cho hai bọn con qua lại. Theo như mẹ thấy thì con cũng nên cho mình cơ hội với bạn cơ hội. Mẹ nói vậy là coi như là mẹ chịu rồi đó. Con cảm ơn cô. Mẹ nói vậy là chịu rồi đó. Chị Tường nói không sai đâu. Em đi với anh đồng nghiệp cùng công ty. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay. Huy là em làm cùng với cùng công ty. Hai anh em làm việc cũng lâu rồi. Bình thường khi mà tiếp xúc với người lạ thì rất là nhát, nhưng mà khi mà đã quen rồi ấy, hầu như là đứng trung tâm ấy, thấy là cái tính cách hai bạn hầu như là nó hơi bị trái ngược. Cái bạn bên này hơi mạnh mẽ, còn về cái tính của Huy thì hơi tình cảm. Khi mà lát nữa mà gặp nhau thì phải có cái ánh mắt nhìn nhau và 2 phút nói chuyện với nhau, hai bạn thấy hợp với nhau thì nên cho mình một cơ hội để là gặp gỡ nhau, tìm hiểu, tiếp xúc ở bên ngoài. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. Khi nào mà quen rồi bạn trở thành trung tâm đúng không? Không có nhút nhát gì đúng không? Vâng. Rồi bây giờ kéo màn lên, mình quen rồi mình trung tâm không nha. Kéo màn lên. Bạn nói đúng đó, hai người trái ngược nhau, một người nhút nhát, một người mà cũng mạnh mẽ đó. Cố gắng thuyết phục nha. Bắt đầu. Dạ, chào anh ạ. Anh cũng muốn quà tặng nhau. Em cảm ơn anh. Em giờ đang làm việc ở Sài Gòn hay Bình Dương? Dạ, em làm việc ở Sài Gòn. Gia đình em cũng ở Sài Gòn luôn. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận 7. Còn anh? Em ở Bình Dương. Dạ. Nếu mà vậy thì một tuần anh lên được bao nhiêu ngày? Anh sẽ rảnh tất cả các buổi tối, tại vì công việc của anh chỉ làm giờ hành chính thôi. Thì là ngày nào anh cũng đi lên đây hết. Cái đấy thì hơi xa, thì chắc một tuần cố gắng khoảng 2-3 buổi là được rồi. Thì nếu mà em muốn hơn thì em sẽ cố gắng. Nếu mà hơn thì là khoảng bao nhiêu? Khoảng 4 buổi. 3 lên được 4. Thế tại vì anh hay đi đá bóng nữa. Chiều anh cứ thường 2 ngày anh đi đá bóng một lần. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Từ chỗ em ra Gò Vấp hoặc là Bình Thạnh có xa lắm không? Tại vì anh không cạo đường Sài Gòn cho lắm. Dạ. Anh chỉ quanh Gò Vấp với Bình Thạnh là anh biết được. À, dạ chắc cũng khoảng 1 tiếng. Tiếng? Chắc không xa lắm. Tiếng là hơi xa so với con gái đấy. Dạ. Sao ý định lắm? Là mai mốt là ở đây từ Bình Dương chạy lên tới Gò Vấp, rồi bên đây chạy ra Gò Vấp. Chị sẽ ôm cái đó chị. À, cái đó em phải ghi nhận người ta rất là thật thà. Dạ. À, bạn gái cảm nhận Huy thế nào? Em còn thấy là này cũng được, có thể là cho nhau một cơ hội. Sau này công ty em mà có chi nhánh ở Bình Dương thì em có lên đấy làm được không? Nếu mà có xe đưa rước hàng ngày, tại vì gia đình em ở đây hết mà. Câu là giả tỷ mai mốt mà hai người lấy nhau em đi về Bình Dương ở được hay không? Vậy anh lên quận 7 ở được không? Chắc cố gắng. Trời đất ơi, chuyện này ba phải nữa. Không phải. Gái lấy chồng phải theo chồng chứ em. Lỡ đó quận 7 có sẵn thì sao anh? Thì anh thích cái gì mình tự tạo ra. Anh có sợ người hay ghen không? Ghen hay không, đối với người phụ nữ thì do ở người đàn ông. Đàn ông hay lăng nhăng hoặc là tính không chung thủy thì người phụ nữ xuất phát là phải ghen rồi. Còn đã yêu nhau thì nên tin tưởng nhau. Rồi, hết thời gian. Chúng ta sẽ đến với đồng ý hẹn hò hay là không đồng ý hẹn hò. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Cái này không cái gì? Cái gì? Hả? Sao vậy? Cái nào? Hả? Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Lo quá bạn hả? Gì mà... cái gì? Nắm tay, người ta nắm bằng tay mà làm gì nắm cái cổ tay người ta vậy? Mà nó nghe nè, sao nãy bấm nút chậm hơn người ta vậy? Cái nút kia em thấy tạch cả em. Tạch gì đâu rồi. Mà bấm nhanh lắm, bấm liên tục rồi đó. Nhưng phải cái anh kỹ thuật đó. Anh tính hù quá mà. Dạ. Cảm giác bây giờ trong người thế như thế nào? Bắt run một tí không? Có bàn tay này cũng ấm thêm một tí. Có xin mẹ chưa nắm tay vậy? mẹ chắc phép đúng không mẹ? Trời ơi. Đây những cái phép phim. Chúc hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Hãy tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nào. Dạ, cho tối xin phép đưa em đi xem phim. Em cảm ơn Cát Tường chị. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Giống như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Nên mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai.
Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về bản thân mình một chút nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Dạ, chào bạn nam bên kia và tất cả quý vị khán giả ở trường quay và trên truyền hình ạ. Dạ, nhân dịp năm mới 2021 thì em xin chúc tất cả mọi người là một năm mới luôn bình an, mạnh khỏe và thật là vui vẻ ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 30 tuổi. Em là giáo viên dạy toán ở Bình Dương ạ. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Tức là ba mẹ mình ở Bình Dương luôn? Dạ không, ba mẹ em thì ở Hà Nam ạ. À, quê của mình là ở Hà Nam đúng dạ. không? Rồi, xin mời nhà trai ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phương Cương. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cương làm gì? Dạ, em là nhân viên sản xuất motor á. À, quấn motor điện đó hả? Dạ. Quê em ở đâu Cương? Dạ, quê em ở An Giang. À, mình có ưu điểm, khuyết điểm gì hả Cương? Dạ, ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Ăn dụng hả? Dạ. Trời ơi, thì ăn dụng là dễ thương mà. Còn mình thì sao nào? Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Gần như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Nên mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Ừ, một phản xạ tự nhiên là thấy cảnh sát là sợ rồi ạ. Có khi mình không làm gì luôn nhưng mà thấy là sợ rồi ạ. Đường tình duyên bằng nữ thế nào? Từ thời lúc bắt đầu sinh viên đến giờ thì em cũng có quen thích một bạn. Nhưng mà trong đội tình nguyện của em, tuy nhiên là chúng em chỉ ở mức độ bạn bè. Khi em đi làm rồi thì môi trường làm việc rồi công việc mọi người rất là tốt, vui vẻ. Thành ra là thời gian nó cứ bẵng qua như vậy. Em thấy rất là ổn cho đến thời điểm này ạ. Năm mới á, nhà trai là có một cái gọi là một điều may mắn đầu tiên là chào chị. Em. Đây là một người bạn còn tinh khôi của em. Nếu như mà hai em bấm nút xinh xắn luôn. Rồi nói cho bà mới biết mình có mấy mối tình rồi em. Dạ thì trước đây em cũng có hai mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối tình mà có phụ nữa hả? Cái nghĩa là mình chia tay xong á là bắt đầu mình mới nhìn thời gian sau mình mới quen cô đó. Trong khi hai cái cô đó thì được mình công khai, còn cái cô kia thì mình chỉ là đi uống nước này kia thôi. Vậy là không phải phụ đâu. Dạ. Coi như hai mối rử đó. Nhưng mà lý do tại sao tụi em chia tay? Sâu đậm nhất á, là không muốn đăng hậu đối á. Nhưng mà bên kia người ta muốn bắt lại để gả chỗ khác á. Còn mối tình sau này á, là muốn đi đến hôn nhân luôn. Nhưng mà bạn gái đó lại bắt cá hai tay. Bây giờ á, nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Thông báo coi giống bên đây không? Thực sự là em ấn tượng với những người đàn ông là chững chạc, có tính cách ấm áp và sẵn sàng chịu trách nhiệm và luôn suy nghĩ cho mọi người, không những gia đình mà có thể là cộng đồng nữa. Em cái yêu cầu là cao hay đẹp trai hay là nghề nghiệp phải ổn định hay như thế nào không? Thực ra ngày xưa học môn sinh á, em nghĩ là mình lùn rồi thì bạn nam cũng nên cao một xíu, sau này con cái nó cao ấy cũng từ 1m7 trở lên, không nên đen quá. Có nghĩa là khi mà người ta yêu ấy, có khi xấu cũng thành đẹp luôn á. Nên thành ra là cái phần ngoại hình em không quan trọng nhiều bằng cái bên trong đúng không? Dạ. Đó bên đây nghe em cái đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng cỡ 60-70%. Trưởng mà em cao 1m bao nhiêu? 1m73. Dạ cho em hỏi bên đó có yêu cầu chiều cao của nữ không ạ? Dạ thì chắc cũng tương xứng với em, cũng cỡ ngang với nhau. Ngang lẽ mà em muốn 1m72 luôn hả? Dạ 1m cũng cỡ 63-64. Dữ vậy? 53-54 được không? Cũng được nha. Cũng được. Cũng nhanh dữ vậy. Ba phải dễ sợ luôn rồi. Ông muốn hỏi gì ông hỏi đi. Sao? Em gái không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích người gia trưởng ạ. Hiền khô à? Không thích gì nữa không? Bạn nam hút thuốc lá. Có hút không? Dạ không. Không có hút. Nói chung bên đàn gái không thích điều gì đàn trai, không bao giờ có điều đó. Em có yêu cầu bạn gái của em như thế nào không? Giờ cũng không biết yêu cầu cái gì nữa. Ủa? Bây giờ mình muốn bạn gái mình xấu hay đẹp, nước da trắng hay đen? Cho người già cũng già. Sao cũng được đó. Dạ, trắng thì... Trắng tốt phải không? Rồi, cầu được ước thấy. Một mẫu hình giống ai nè, tưởng tượng cho nó dễ đi. Dạ, thủy tiên không được. Bên kia thủy triều được không? Dạ được. Một cái câu cuối cùng em chốt hạ lại đi, là giờ em có đặt nặng về chiều cao hay không thôi? Dạ, cũng không lắm đâu. Dạ. Ê, vậy là được rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Dạ, chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Tôi là mẹ của Phương Cương. Nhưng tôi thấy cháu này là hiền, cái nét mặt cũng có hậu, cũng có duyên, là tôi cũng vừa bụng. Đó. Tôi mong muốn cho hai đứa sẽ tìm hiểu nhau. Rồi. Nhà gái đi với ai? Gái đi với ai vậy?
Dạ, em đi với bác của em, với bạn đồng nghiệp ạ. Xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quyền Linh. Xin chào. Tôi là bác họ của cháu Thảo. Và sau đây còn phần nhận xét thì em xin được nhường cho bạn đồng nghiệp của cháu Thảo ạ. Rồi, mời bạn. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân ạ. Con thì xin phép thay mặt bác để chia sẻ một chút với chương trình. Con thì là đồng nghiệp của chị Thảo thì cũng đã được 4 năm rồi. Bản thân chị Thảo là một người rất là tốt bụng, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Về anh bên này thì khởi đầu thì con nhìn thấy anh hiền, chắc có thể là sẽ bao dung chị của em. Dạ, anh đẹp trai con cũng tương đối đẹp trai ạ. Anh có xứng với chị không? Dạ, con nghĩ là cũng hợp với chị của con. Dạ. Rồi, cảm ơn. Mở rào đi. Rồi, bước tới đi em. Dạ con này luôn à, đứng lên nè. Dạ, con quà tặng mẹ, thôi để anh ăn trước cho. Được, cảm ơn. Em cũng có món quà mới gặp lần đầu tiên chụp mũ liền ha. Đây là quả địa cầu em tặng anh với cái ý nghĩa là trên bề mặt của quả địa cầu thì có dãy núi, có dòng sông, đương nhiên là nó mấp mô đúng không? Nhưng về hình chung thì chúng ta đều thấy là nó là hình tròn. Tức là trong cuộc sống cũng như vậy. Con người hay là những cái thăng trầm mà anh trải qua thì chắc chắn sẽ có lúc đó làm anh buồn, nhưng em hy vọng là anh luôn luôn vui vẻ để vượt qua nó. Rồi, cảm ơn em. Năm mới. Dạ, em chưa biết nói gì đâu, anh nói trước đi. Thì anh cũng vậy á. Anh cũng vậy kìa. Thích của anh là gì ạ? Anh thích đàn, thích hát và thể thao. Nói chung thì lúc ấy thì nó chuẩn bị trước hết trơn rồi, sao lên đây kính hồi hộp quá. Giờ anh có thể tặng em và quý vị khán giả một bài hát được không ạ? Được. Thôi chừng quên đi nha. Đứng luôn hả? Bước tới sát bên nó luôn. Nào. Dạ, anh sẽ hát bài hát được mình tên Đừng hát bài quê ngoại. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Yeah. Em cũng muốn tặng anh một bài thơ. Em là cô giáo dạy toán, hơi khô khan một xíu ạ. Mình gặp nhau trong phép thử ngẫu nhiên, xác suất nào cho hai đứa nên duyên. Không gian mẫu chứa chân thành chân ái, thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường. Nếu thật lòng thương em, xin anh đừng có ngại, tọa độ nào cũng đi tới trái tim em. Còn có không? Hả? Cái bài này cũng đọc được không chú Linh? Được, đọc đi. 0963489800. Đó là số điện thoại của anh. Nếu một ngày em muốn khóc, hãy gọi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không làm cho em cười, nhưng anh sẽ khóc cùng với em. Và nếu như một ngày em không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho anh nhé. Anh chỉ đến bên em và im lặng. Và hôm nay, tại nơi này, cùng chứng kiến của ông ngoại bà mối và mọi người, em hãy bấm nút hẹn hò cùng với anh nhé. Vì... Ôi ôi, ôi lãng mạn dễ sợ chưa? Vô ngọt vậy luôn á. Ngọt ngào luôn á. Dạ lát lại cho em xin lại số điện thoại ạ. Sao? Thầy Thiện F1 gì đó được không? Sao dạ, đúng cái suy nghĩ của mình không? Dạ. Mở rào ra thì thấy cảm xúc làm sao? Dạ, cái này khó nói lắm ạ. Khó nói nhưng mà nói được. Thực ra là lúc mà nghe anh tâm sự bên kia thì em cũng chưa hình dung ra là như thế nào ạ. Rồi khi mở rào thì sao? Tại thấy anh cũng run như em, thấy có cái giống nhau rồi đó. Giữa Đồng Nai với Bình Dương đó. Dạ, thì anh có thể qua em được mà, anh sắp xếp được. Đồng Nai và Bình Dương cũng gần ạ. Nói chung thì tại vì cũng anh có cái nghề tay trái á, là nhạc công á, hay đi đàn cho đám cưới á.
Dạ thì nếu mà chắc hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật thì cũng sẽ ít, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày thường, nói chung cũng có chủ nhật nhưng mà nó ít vậy đó. Dạ dạ hiểu mà, em hiểu mà. Vì mình cũng người đi làm rồi á nên là sẽ thông cảm được á. Rồi dạ. Yêu xa gì có ghen không? Yêu xa gì em có ghen không? Thực ra yêu thì phải tin tưởng ạ, khi mà không còn yêu nữa thì nên cứ thẳng thắn nói với nhau ạ. Em cũng là lo về nhà mà mẹ cũng hỏi, mọi người cũng hay hỏi. Thì em mới nghĩ ra một cái cách, đó là nói với mẹ là đang dịch, thì người yêu con không có về được. Mà ngày hôm nay tới đây thì em hy vọng là anh có thể không sợ dịch về với em. Thôi đi Hà Nam bao giờ chưa? Dạ chưa. Trời ơi Hà Nam đẹp khủng khiếp. Có một ngôi chùa lớn, thật là lớn luôn. Dạ. Trả lời đi đã. Dạ. Người ta nói như vậy thì đâu sợ dịch đâu. Thì đó thì phải trả lời chứ. Hà Nam. Hà Nam, được em. Trả lời liền. Dạ. Tính tới luôn, nào tới luôn. Rủ em về Hà Nam xong về đâu nữa? Có mẹ đây xin mẹ luôn. Mẹ năm nay cho con về Hà Nam. Mẹ hôm nay cho con về Hà Nam cái mà. Mẹ cho thấy không? Trời ơi, con lạnh cũng lên cưng. Quá trời. Hai đứa nắm tay luôn. Ôi dạ không cần bấm nút à? Tí nữa, bây giờ nắm tay nói lật tay. Nôn bấm nút rồi. Không cần nắm, bấm luôn. Có nó nắm tay rồi bấm gì nữa. Thấy chưa? Đúng rồi. Xin mẹ hôn cái luôn đi, khỏi bấm luôn. Trời ơi. Dì thấy bạn này đưa bạn này về Hà Nam được không dì? Được đúng không? Bên đây đã cho phép Tết là cho con về Hà Nam. Được. Bác cho con xin phép hôn bọn em cứ... Khỏi bấm nút luôn đó, qua coi như là đi thi mà vô thẳng đó, đầu thẳng luôn. Khỏi bấm luôn đi. Chín tóc rồi nha. Hả? Chín tóc rồi nha. Sống theo hiến pháp và pháp luật, hả? Cô giáo là phải sống đúng. Thôi, trên sàn cũng được. Nói chứ à, hình như là cũng đúng hệ đúng không? Dạ. Em thấy trái tim rung động không? Dạ rung động. Em gái chúc hai đứa hạnh phúc nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hai đứa em xin chúc cho anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả trường quay một năm mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Trời, tưởng đâu chàng trai lù phù ai về thả thính ngọt xớt như vậy đó. Chúc hai bạn trẻ sẽ có một tiếng nói chung càng sớm càng tốt và thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em biết chia sẻ, biết quan tâm tới mọi người. Còn khuyết điểm của em cũng là ưu điểm luôn. Em hãy có đặt là 8 gái là gái phải đi ngủ với em. Thôi, 8 gái là gái phải đi ngủ với em. Em thì em đang nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện cho bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây. Vậy là mình ngủ. Ưu điểm của em thì em thấy là hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính. Còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em. Ví dụ cái nào khuyết điểm mà cụ thể coi. Khuyết điểm dễ sợ nhất là khi uống say thì thích đi hát, thích nhảy. Ủa, cái đó đâu gì đâu khuyết điểm. Thích nhảy mà. Nó vui dạ. Mà nhảy thích hát đâu còn, có gì còn đâu. Còn thích mê trai nữa. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu năm em xin chúc cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, gia đình nhà trai, gia đình của em, bạn trai bên kia và quý vị khán giả một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn dạ. Gái nha. Mình giới thiệu về bản thân mình luôn đi cưng. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Mỹ Phương. Năm nay em 34 tuổi, em làm nhân viên văn phòng ở Long An. Em ở Long An, làm dạ. Việc ở Long An luôn. Luôn. Dạ. Dạ, ở Đức Hòa, Long An. Đức Hòa, Long An. Rồi, mời nhà trai. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả đang xem truyền hình, chào nhà gái. Em tự giới thiệu em là Tạm Nhà, em đang làm ở Long An. Ủa, Long An luôn hả? Dạ.
Hà nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 40 tuổi. 40 tuổi? Dạ. Hà ở Long An mà ở làm ở huyện nào? Em ở huyện Đức Hòa luôn. Đức Hòa luôn, trời ơi, vậy là cùng rồi. Chúc mừng luôn. Tết năm này anh sẽ cưới em. Ở chung huyện luôn rồi đây ha. Chung huyện chung tỉnh luôn đó. Mời bây em giờ... trai giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em biết chia sẻ, biết quan tâm tới mọi người. Còn khuyết điểm của em thì cũng là ưu điểm luôn. Em hãy có đặt là tán gái là gái phải đi ngủ với em. Tán gái là gái phải đi ngủ với em. Em thì ví dụ em đang nhắn tin Zalo hoặc là gọi điện cho bạn gái thì bạn gái thôi em đi ngủ đây. Vậy là mình ngủ. Vậy đó hả? Dạ. Kỳ vậy ta. Chắc có lẽ em, là tán em... gái của em có thuốc ngủ hay gì. Em thì nhát. Mời nhà gái. Mình nói về mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì em thấy là hòa đồng, mạnh mẽ, vui tính. Còn bao nhiêu là em thấy là khuyết điểm của em. Ví dụ cái nào khuyết điểm mà cụ thể coi. Khuyết điểm dễ sợ nhất là khi uống say thì thích đi hát, thích nhảy. Ủa, cái đó đâu gì đâu khuyết điểm. Thích nhảy mà. Nó vui dạ. Mà nhảy thích hát đâu còn, có gì còn đâu. Còn thích mê trai nữa. Mê trai nữa. Mê trai nữa. Em uống sao? Em uống gì nói gì nghe coi. Uống dạ. Bia hay uống rượu? Dạ uống bia. Mấy lon? Khoảng 5 lon là say. 5 lon là mà say là 7 lon là hết say. 7 lon là hết say luôn. Dạ. Trời dạ. Dữ luôn á. Hay vậy? Hay càng vậy? Uống càng tỉnh á. Đô mạnh nè. Chào chị. Chào em. Em nghe cái vụ này thì em thấy sao nè? Em dạ. Thấy ấn tượng như thế nào về cái cô bạn bên rào nè? Thì em nghĩ là nếu mà phụ nữ biết nhậu thì cũng tốt. Bởi vì có thể công việc của họ sẽ phải đi tiếp xúc bên ngoài. Họ cũng phải cần cái giao tiếp. Đường tình duyên thế nào nói cho bà mối biết coi. Dạ em thì có một đời vợ rồi nhưng mà em ly hôn cách đây 4 năm rồi. Ừ. Em đã có con chưa? Dạ, em có một đứa con trai. Hiện nay là em đang ở với ba. Đang à, là ở với em hả? Dạ. Oh. Gà trống nuôi con. Gà trống nuôi con. Ừ. Con thì hiền. Con năm nay thì cũng 15 tuổi. 15 tuổi rồi. Ừ, vậy là lớn rồi ha. Nói chung con cái cũng tự lập được rồi. Cũng không phải lo vấn đề đấy nữa. Ừ. Rồi để chị hỏi bên tình đường tình duyên bên nhà gái nha. Em sao nè? Đường tình duyên của em thì nói chung là em cũng chưa từng kết hôn. Nhưng mà em có mối tình đầu. Thì mối tình đầu có em có con 10 tuổi. Con à. Trai. Là ở với em hay là ở? Dạ ở với em. Vậy là nếu hai bạn mà bấm chuông là hai bạn lời dữ lắm á. Có hai thằng trai luôn. Dạ. Đứa 10, đứa 15. Dạ. Ừ. Chơi với nhau được. Ừ. Dạ. Rồi như vậy là ly hôn bao lâu? Có bao lâu khi kết hôn đầu ly hôn? Dứt nhau 7 năm rồi. Dứt nhau 7 năm rồi. Dạ. Ừ. À, rồi trong quá trình đó thì mình có yêu ai nữa không? Trong quá trình đó thì nói chung là tình duyên của em lận đận lắm. Trong quá trình đó thì em cũng có hai mối tình nữa. Nhưng mà lúc nào cũng ra duyên anh cưới em là có một cái chuyện gì đó xảy ra cái nó không cưới. Trời ơi, thấy thương không? Đẹp ghê không? Tôi coi lại. Nhà gái. Dạ. Nhà gái tôi đẹp ghê không? Đẹp gái, xinh gái ha. Con trai 10 tuổi giờ ở với em luôn hả? Dạ. Rồi công việc em ổn định không? Dạ công việc thì nói chung là công việc mà làm nhân viên á, thì ổn định là do sếp. Hiện tại đang ổn định. Ừ. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ đối với em á, thì hiện tại có hai mặt. Hiện tại em đang sống độc thân thì em hay lên rảnh rỗi thì hay lên coi xem chương trình truyền hình lắm. Thì thích là phải cao to, đẹp trai, sạch sẽ, không gia trưởng. Ừ. Nói chung là sáu múi mà sáu múi rắn chắc chứ đựng sáu múi mà bự con, bự quá là không được. Ví dụ ban đầu bình thường thôi nhưng mà ví dụ quan trọng nhất là em muốn là con em có một gia đình, có một người mà có thể dạy con em là một người đàn ông. Thì quan trọng nhất là vấn đề đó, còn những vấn đề khác thì mình khi mà mình yêu thì mình cảm thấy là nó có thể bù đắp được hết. Ừ. Bây giờ quay đưa ra vấn đề đó mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì em nghĩ chắc cỡ 60-70%. Có mấy múi? Dạ em trước thì 6 múi, giờ dồn còn có múi. Ừ. Mà em có nghĩ là mình khi mà mình có một người vợ sau này á, thì mình sẽ thương yêu vợ và yêu con của vợ như con mình không? Dạ thì cái đấy thì đương nhiên là cô Hồng Vân. Bởi vì mình đã xác định mình đến với bạn thì con bạn cũng như con mình. Mình sẽ coi hết gia đình bạn gái hoặc là hai bên nội ngoại nó như nhau. Ừ. Chứ không nề hà gì vấn đề con cái. Đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Vậy em mong muốn cái nửa ghép còn lại của mình á, đồng hành với mình cuộc đời còn lại thì em mong muốn cái người đó như thế nào? Em mong muốn là người phụ nữ phải biết quan tâm, chia sẻ, gánh vác công việc gia đình, phụ em. Ví dụ
em làm gì về, chẳng hạn là vợ có thể phụ em nấu cơm hoặc là làm gì đó. Vợ đẹp của em có sợ không? Dạ, vợ đẹp thì không sợ, ai ra đường cũng phải xem vợ mình là đẹp nhất. Vợ đẹp thì nhiều khi nó cũng mất công giữ thôi. Nhưng mà vẫn thích đúng không? Vẫn thích đúng không? Ai cũng thích người đẹp. Anh ơi, em không biết nấu ăn thì sao? À, em không quan trọng em ơi, vì anh nấu ăn cũng khá là ngon rồi, cho nên nếu em không nấu thì anh sẽ nấu. Mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi với mấy bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Hồng Vân, chào chị, chào tất cả quý vị khán giả. Em là bạn đồng nghiệp của anh Hà. Em cũng ở Đức Hòa, Long An luôn. Ừ. Dạ. Em nãy giờ em thấy chị gái đây thì dễ thương, hòa đồng. Nếu nhưng mà anh với chị hai người gáp lại nhau thì rất là sướng. Tại vì anh Hà tính tình anh thì vui vẻ, hòa đồng, nấu ăn rất ngon, nên chị cứ yên tâm đi. Anh thì giỏi việc nhà lắm, thương con, bạn bè thì chơi hết mình. Rồi, vậy là tốt rồi. Rồi, em đi với anh. Dạ, em đi với mẹ và gia đình của em, có con của em nữa. Vậy là đây là mẹ, còn đây là con trai hả? Chào con. Mời mẹ. Chào anh Quỳnh Linh. Rồi, xin chào. Chị Hồng Vân. Đây là mẹ của ông Phương. Phương nói nó nhậu quá hãy vậy, nói cho cô cho chị sợ như chứ không có gì. Vui đúng không? Dạ. Nó hả nói trước vậy để nhậu hả có gì khỏi ấy. Còn hả cái em trai em đây ha thì thấy cũng hiền. Đầu ha thì nhưng mà đầu duyên của hai con, tự hai con quyết định. Ừ. Giờ cũng lớn rồi cũng muốn hả cho có đôi có bạn. Dạ, con trai nè, hỏi con trai xíu đi. Con trai thấy bác này sao? Dạ, hay, chú đẹp trai. À, chú đẹp trai hả? Ừ. Con trai. Con có muốn mẹ với chú quen nhau không? Dạ muốn. Muốn hả? Rồi, ví dụ như về chung nhà vậy con có nghe lời chú không? Dạ có. Có hả? Trời thương quá rồi. Con muốn chú làm gì cho mẹ nè? Con muốn chú thương mẹ. Nghe muốn chú thương mẹ. Rồi trời ơi. Thấy thương chú không? Hứa chú sẽ thương mẹ con y như con. Rồi cảm ơn rồi. Con Hoàng Thượng ơi, mở rào đi. Mở rào được rồi. Mở rào. Chào em. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà để tặng anh. Rồi, em mở ra đi, đưa đây, đưa cái hoa để đây. Dạ, nói chung là em cũng vừa sạch mà vừa thơm. Cho nên em muốn tặng anh. Cái món quà này có ý nghĩa là nói chung là mình đi ra ngoài đường thì mình giao tiếp. Thì nói chung là cái nó sẽ làm cho mình tự tin hơn. Rằng... Cảm ơn. Dạ. Dầu thơm vậy? Dạ, dầu thơm. À, dầu thơm. Dạ, dầu thơm. Trời ơi. Phân tích quá một hồi mình không biết là cái gì luôn á Linh, không có đoán được luôn á. Em có cảm nghĩ gì gặp anh? Em thì em thấy anh là chững chạc, tướng thì... Anh chưa được sáu múi. Múi? Dạ. Múi gì được? Nhưng mà như vậy là được rồi. Được rồi mình, đúng không? Miễn sao mình có sức khỏe, như vậy là có sức khỏe rồi. Thì anh thấy em như thế nào? Em khá xinh, thì so với tưởng tượng của anh thì mới nhìn thì có hiền hậu. Nhưng mà em có rất là nhiều khuyết điểm. Không sao em, bởi vì những cái đấy thì mình đã trải qua rồi thì mình có thể sẽ bù đắp được cho nhau. Chứ không phải khuyết điểm, ai cũng sẽ có cái khuyết điểm của mình. Anh có thể phân tích được cái lý do mà thường thường nói chuyện với con gái là nó cứ muốn đi ngủ không? Sao? Tức là hồi nãy em đi nói ngủ á, là con em nói chuyện với con em nói là sợ con trai lăng nhăng á. Anh muốn cái bất ngờ là sao? Tức là anh quen thì ấy nhắn tin xong cái bên kia nhiều khi họ nghe chán quá gì á, tắt máy kêu em đi ngủ. Hay là mình nhắn tin quá khuya? Bình thường thì anh đi làm về thì nếu tăng ca thì cũng 7 giờ rưỡi 8 giờ mới về tới nhà. Tắm rửa cơm nước cho con cái xong thì cũng tầm 9 giờ 10 giờ rồi, 9 giờ. Không có khuya quá. Anh cũng để sớm mai anh còn phải đi làm nữa. Dạ. Tầm 10 giờ lộn lại thôi. Em đừng có lo cái đó, tại vì cái đó là anh bung miếng hài á, ở trong kịch của mình gọi là bung miếng á, em hiểu không? Anh cũng đùa đó. Ừ. Nhắc tán gái đó. Anh yếu tán gái. Dạ, tại vì em á là em rất là sợ một người đàn ông mà lăng nhăng, là em rất là sợ. Chừng nào ta nhắn tin mà bạn gái đi muốn đi ngủ chung á thì mới lăng nhăng. Đúng rồi. Bây giờ ta nhắn tin bạn gái đi ngủ mà ngủ riêng thì đâu có lăng nhăng. Mỗi người ở mỗi nơi chứ không phải là chung nhắn phòng tin... đi ngủ quá đó làm biến nhắn đó.
Tức là nhắn chán quá ngủ nhắn, luôn nhắn. Tức là tính nhát chán quá rồi. Chứ chuyện cô gái anh không có giỏi. Đó, bây giờ chuyện mà bạn gái mê trai đó em có ghen gì không? Chắc vấn đề đấy thì bạn gái thấy trai đẹp thì đương nhiên ai cũng phải mê thôi. Em cũng vậy thôi, em thấy gái thì em cũng mê vậy. Ủa nhưng mà em phải có thái độ chứ, em đâu chấp nhận được. Nhưng tao mê cái đẹp mà. Không, mê trai đâu đi theo cái đẹp được. Đâu. Phải rõ ràng quan điểm từ đầu, phải dạ. không? Dạ, em mê cái đẹp thì được. Nhưng dạ, mà không... quan điểm của em là có nghĩa là bây giờ hiện tại em đang độc thân. Mà em hay lên mạng coi coi phim á. Thường thường phim mà có trai đẹp em mới coi. Chứ trai xấu em ít khi coi lắm. Hy vọng hôm nay anh sẽ là trai đẹp để em coi. Bây giờ hỏi đi, khoảng bao lâu có thể vợ chung được? Rồi khoảng bao lâu em có muốn là mình có thêm đứa con gái không? Anh xác định là anh sẽ lập nghiệp ở Long An. Nên em cho anh cơ hội. Dạ yeah. Còn anh thì hiền lắm. Dạ yeah. Em yên tâm. Con cái anh rất thích con nít. Con có muốn có em gái không? Có. Có muốn kìa. Hỏi đi. À, con trai có muốn có thêm em bé không? Thì kêu mẹ nhấn nút đi. Mẹ ơi, mẹ bấm nút chú ơi mẹ. Em có gì hỏi anh ạ? Thì em thấy là quan điểm mà mình lớn tuổi hết rồi thì quan điểm của mình sẽ có chứng chắn hơn. Em chỉ hy vọng nếu mà chỉ hy vọng một người đàn ông đến với em. Nếu mà anh thương em thì xin anh hãy thương con em trước khi thương em, bởi vì em là một người mẹ. Đấy em yên tâm, vì anh rất là thích trẻ con mà anh sống rất là tình cảm. Anh coi gia đình như nhau. Nào hãy bước tới bên cô gái ấy, nắm tay cô gái ấy và nói lên tất cả những suy nghĩ của mình, những cái lời nào mà tự trái tim của mình. Hôm nay đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng là một cái duyên, như mình gặp nhau trên đây. Em cho anh cơ hội làm quen với em. Anh có biết hát hay gì không? Muốn tặng em không? Anh hát thì không hay lắm, nhưng mà thôi anh hát một đoạn thôi nhé. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, xa nhau, xa nhau. Tối về khác được làm không? Làm sao anh sống khi thiếu em rồi? Đúng rồi, rồi, được, được. Vẫn em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết em thôi. Thề yêu em yêu mãi muôn đời. Rồi, ok. Em thuộc bài Lâu Đài Tình Ái gì hay không? Tự nhiên nếu lỡ hết chúng mình hay dạ. đi xa nhau. Vậy bây giờ để em gửi lại cho anh đó. Gửi đi em, gửi dạ. đi. Em xin hát bài nhé anh. Hả? Tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ, làm lòng ta luôn ước mơ. Trái tim em nguyện thề yêu anh, gửi trọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mọi tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Dạ tới đó được. Hay vậy. Anh nghĩ rằng là hai bạn cũng đủ để chúng ta đưa ra quyết định từ trái tim của mình. Để tay trái cho em trai. Nếu chúng ta cảm giác rung động, cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định điều đó. Nè, cô với con nha, cô với con đếm nha. 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Chúng ta đã hẹn hò thành một đôi rồi đó. Bây giờ nè, trước mặt mẹ của bạn gái, mình nói điều gì đi? Con hứa với bác gái con sẽ yêu thương chăm sóc hai mẹ con của em thì như gia đình con. Ừ, con nít đó là nó cái cảm gọi là kêu bằng gì cho cái thần giao cách cảm của nó hay lắm. Dạ. Nó thích là nó nói nó thích, mà nó không thích là nó sẽ nói nó không thích. Cô thấy sao là cô cho dạy
hết, con hết hả? Con hết hết chú. Trời ơi, kinh chưa? Cô thấy sao cô? Thấy hả, nậu hả cũng được, tại vì giờ hai đứa nó cũng lớn hết rồi. À, xin chúc bác gái cho phần hôn bạn. Rồi, đây là những quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. À, đây kìa. Như vậy là mừng xuân mới, có những thắng lợi mới, có niềm vui mới, có hạnh phúc mới thưa quý vị. Đó là những gì mà bạn muốn hẹn hò luôn luôn muốn dành cho những cặp đôi đã đến với chương trình. Mong rằng tất cả quý vị cũng hạnh phúc và thành công rực rỡ trong mùa xuân năm nay quý vị nhé. Cảm ơn nhà hàng Mắc He đi uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc và tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới. Em luôn có quan điểm là em thích cái người già em phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi, rồi vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, Thanh nó già hơn mặt em đó, đừng có lo. Dạ, bạn nam thì phải cao hơn con, tầm chiều cao khoảng tầm 1m7 trở lên. Ví dụ giờ mét mà thấp hơn. 1m65. 65. 65, 65 năm bưng nó không là cái gì. 1m65 rất cao nè, đây 1m65 nè. Được chưa? Quý vị đón xem vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.